Xin kính chào con dân của Chúa trong hội thánh tiên ảnh giáo hội Việt Nam cũng như hết thầy những tôi con Chúa khắp nơi đang cùng thờ phượng Chúa qua truyền hình trực tiếp online của hội thánh tiên ảnh giáo ước. Cầu chúc sự bình an, tình yêu thương và những phước lành của Đức Chúa Trời sẽ luôn che chở, bảo vệ ở trên mỗi con dân của Chúa trong một tuần mới. Kính thưa hội thánh, chúng ta đang bước vào trong tháng 9 và cùng học với nhau với một chủ đề đó là vươn xa Cảm ơn cô Hoàng Thu Nga, người dẫn chương trình đã cho chúng ta đọc 5 câu huynh thánh ở tại công vụ các chữ đồ chương 13 từ câu số 1 đến câu số 5. Đây là phần kinh thánh và lời của Đức Chúa Trời chúng ta sẽ cùng suy ngẫm với nhau trong buổi sớm ngày hôm nay. Bắt đầu từ tháng 9 cho đến hết tháng 12 của năm 2021 này, hội thánh của chúng ta sẽ cùng suy ngẫm lời Chúa từ công vụ các sứ đồ chương 13 cho đến công vụ các sứ đồ chương 28. Và tôi hy vọng rằng lời của Chúa ở trong phần cuối của sách công vụ này sẽ mang đến nhiều những điều kỳ diệu và lạ lùng để cho con dân của Chúa chúng ta cùng khám phá. Chúng ta sẽ cùng khám phá với nhau qua các chủ đề vươn xa, lan tỏa, đứng vững và đắc thắng. Và quay trở lại với chủ đề buổi sáng ngày hôm nay chúng ta cùng học với nhau. Trong chủ đề vươn xa, điều mà Chúa đặt vào lòng của tôi để tôi suy ngẫm đến phần kinh thánh này, đó là tin lành vươn xa. Tin lành vươn xa chính là chủ đề mà buổi sáng ngày hôm nay tôi và quý con dân của Chúa cùng suy ngẫm với nhau. Trước khi chúng ta bước vào học lời Chúa, tôi xin khái quát lại một chút về phần những kinh thánh mà chúng ta đã học qua trong sách công vụ các sứ đồ. Trước khi Chúa Giêsu ngài thăng thiên, Chúa Giêsu phán bảo với các môn đồ về mạng lệnh quan trọng nhất. Đó là công vụ các sơ đồ chương 1 câu số 8, lời Chúa nhắc chúng ta: "Như khi Đức Thánh Linh giáng trên các con, thì các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng nhân cho ta tại thành Jerusalem, tất cả xứ Jude, xứ Samari cho đến cùng trái đất." Sau đó đến chương 2, Đức Thánh Linh Giáng Lâm để ban quyền phép làm chứng về Chúa Giêsu phục sinh. Bắt đầu từ chương số 3 cho đến chương số 7 kể về sự phát triển của tin lành ở tại thành Jerusalem. Chương 8 kể về sự phát triển tin lành của Chúa ở tại Jude và xứ Samari. Đến chương 9 thì về câu chuyện Saul được kêu gọi để chuẩn bị cho việc truyền giảng tin lành cho người ngoại và cho đến cùng trái đất. Chương 10, chương 11 kể về việc Đức Chúa Trời thay đổi Führer và Hội Thánh Jerusalem để chuẩn bị cho việc yểm trợ cho sứ mệnh truyền giáo cho người ngoại. Chương 11, chương 12 kể về việc Đức Chúa Trời thành lập Hội Thánh Antioch để làm đại bản doanh cho việc giao giảng phúc âm. Và từ chương 13 trở đi, là ký sự hay là từ chương 13 trở đi là câu chuyện kể về sự phát triển tin lành giữa vòng giữa vòng người ngoại. Ở trong chương 13 và đến chương số 14 nói cho chúng ta thấy, kể cho chúng ta thấy câu chuyện về hành trình truyền giáo lần thứ nhất của sứ đồ Phaolô, của sứ đồ Phaolô. Hành trình này đi từ Bắt đầu từ chương 13 đến chương 14 cho chúng ta thấy những cái địa điểm mà đoàn hành trình truyền giáo đi đến. Họ đi đến đảo Chipre, đến thành Antioch, thành Iconi, thành Lystra và trở về Antioch. Vậy thì câu hỏi và bài học mà buổi sáng ngày hôm nay tôi và quý hội thánh chúa cùng suy ngẫm với nhau về cái chủ đề tin lành vươn xa. Vậy thì làm thế nào để tin lành của Chúa được vươn xa? Đây là câu hỏi mà tôi và quý vị cần phải đặt vào lòng với nhau để suy ngẫm qua năm câu kinh thánh mà buổi sáng ngày hôm nay chúng ta cùng cùng học với nhau. Điều đầu tiên mà tôi cùng suy ngẫm với con dân của Chúa trong phần kinh thánh này đó là để có thể đạo của Chúa được vươn xa thì phải vươn xa từ những con người. Chúng ta nhớ nhỉ? Vươn xa từ những con người đây là điều đầu tiên mà tôi cùng con dân Chúa chúng ta cùng suy ngẫm. Ở trong câu số 1 và câu số 2 viết thế này. Trong hội thánh tại thành Antioch có các nhà tiên tri và giáo sư. Banaba, Simeon gọi là Nize, Lucius người Siren, Manahem là em nuôi vua Herod và Sauler. Đã khi họ thờ phượng Chúa và kiêng ăn thì Đức Thánh Linh phán hãy biệt riêng Baraba và Sauler cho công tác ta đã kêu gọi họ. Để tin lành của Chúa vươn xa từ những con người. Chúng ta thấy ở đây có 3 điều. Thứ nhất là hội thánh có những con người này có ân tứ Chúa bàn. Có nhiều người khác nhau và họ cùng thờ phượng Đức Chúa Trời. Ba điều. Có ân tứ Chúa ban có nhiều người khác nhau và họ cùng thờ phượng Chúa, cùng thờ phượng Chúa để chuẩn bị cho sứ mệnh truyền giáo. Trước đó Chúa đã thành lập Hội Thánh An Antioch là Hội Thánh học và làm theo lời Chúa. Hội Thánh tại Antioch được hình thành trong sự làm chứng của những Cơ Đốc nhân bị tản lạc từ Jerusalem đến Antioch. Họ có tinh thần làm chứng rất là mạnh mẽ. Họ có tinh thần làm chứng rất là mạnh mẽ cho cả người Do Thái lẫn lẫn người ngoại và Chúa ở cùng với họ. Cho nên những lời mà họ giao giảng, những lời mà họ chứng làm chứng về đạo của Chúa thì nhiều người nghe đã vui mừng tiếp nhận và và đến với Chúa. Chúng ta có thể xem lại công vụ của sơ đồ chương 11 từ câu 19 đến câu số 30, những bài học phía trước mà chúng ta đã học trong những tuần vừa qua. Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết trong hội thánh Antioch lúc đó có những ân tứ khác nhau. Có các tiên tri, giáo sư. Đây là ân tứ mà Chúa ban cho hội thánh của Ngài. Lời Chúa có trách bên này. Chính Ngài đã ban một số người làm sứ đồ, một số người làm nhà tiên tri, một số người khác là nhà truyền giảng tin lành, một số người khác làm mục sư và giáo sư. Ephesos chương 4 câu số 11 Quay trở lại với bài học ở trong chương 13 này Chúng ta thấy ở đây Ngay đầu câu số 1 nói rằng Có các tiên tri và giáo sư Tiên tri là những người nói ra lời của Chúa Còn các giáo sư Là những người dạy dỗ lời Chúa Những ân tứ mà Chúa ban cho Để làm gì? Để giao giảng lời Chúa Cảm ơn Chúa vì ngày hôm nay Hội thánh của chúng ta Những hội thánh ở trên đất này Chúa ban cho những ân tứ khác nhau có những chức vụ ở trong ngội thánh để chúng ta làm gì để chúng ta cùng nhau giao giảng phúc âm của của đức chúa trời chúa muốn chúng ta ngày hôm nay trở thành những người được ơn của chúa có những ân tứ để phục vụ chúa và đặc biệt là để gì để giao giảng phúc âm của ngài qua đời sống cá nhân của mỗi chúng ta để làm chứng cho chúa làm chứng nhân cho chúa Tiếp theo phần kinh thánh này chúng ta cũng thấy năm vị lãnh đạo ở trong hội thánh lúc đó được nêu tên. Họ đến từ nhiều những vùng miền khác nhau, nhiều những sắc tộc khác nhau. Như ông Baraba, ông Simeon gọi là Nize, Lucius người Syden Manahem là em nuôi của vua Herod và Sauler. Tuy vậy, chúng ta thấy ở đây những cái người lãnh đạo này họ đồng lòng đặt niềm tin ở nơi nơi Chúa cứu thế Giêsu. Họ hiệp nhất với nhau ở trong sự thờ phượng và sự phục vụ Chúa. Cái sợi dây để gắn kết họ với nhau, liên kết năm con người này lại với nhau. Cái sợi dây để kết họ vào đó chính là đức tin sâu đậm ở nơi Đức Chúa Trời. Đức tin sâu đậm của những con người đó ở nơi Đức Chúa Trời. Chúa kêu gọi những người này đến với Chúa để phục vụ Chúa và phát triển vương quốc của Ngài. Chúa không đặt chúng ta vào vị trí nào đó ở trong hội thánh để được người khác phục vụ. Chúa không mang chúng ta đến nội thánh để chúng ta nhận được sự phục vụ của người khác. Nhưng Chúa muốn tôi và quý vị là những người được Chúa cứu vào trong hội thánh thì chúng ta cần phải cần phải đi ra phục vụ con dân của Chúa, cần phải phục vụ cộng đồng để nhiều người được biết, được nhìn thấy tin lành qua đời sống của tôi và quý vị. Mỗi chúng ta trong một hội thánh không phải là những khán giả, nhưng chúng ta phải là những người tham gia vào tất cả những cái hoạt động mà Chúa kêu gọi chúng ta. Chúng ta cần phải tham gia vào, bởi vì Chúa đặt cho mỗi một chúng ta ở một vị trí khác nhau, và khi tôi và quý vị được Chúa gọi, được Chúa chọn vào trong hội thánh, nghĩa là Chúa mong muốn chúng ta cần phải đặt đời sống của mình vào một chức vụ, một chức việc ở đó, một công việc của đó ở trong hội thánh để cùng là những người phục vụ Chú kêu gọi tôi và quý vị tham gia là những người trở thành Chú kêu gọi tôi và quý vị trở thành những người giao giảng phúc âm của Chúa. Giao giảng đức tin cho người khác. Chúng ta cần huấn luyện. Chúng ta cần được trở thành những người giao giảng phúc âm. Nó giống như câu chuyện là tôi và quý vị sẽ giống như những cái cầu thủ để đi thi SEA game hay là bất cứ một cái gì khác. Thì chúng ta cần phải được huấn luyện, cần được phải đào tạo. Sau đó chúng ta đi để chúng ta thi đấu. Và những người, những người cầu thủ đó được họ được đào tạo để làm gì? Để họ tham gia vào thi đấu. Tôi và quý vị cũng giống như vậy, cần phải trở nên những người phục vụ ở trong hội thánh, mang phúc âm của Chúa đến với những người xung quanh qua chính đời sống của mình. Tất cả những người cầu thủ đó, họ đều phải ra sân, họ đều phải tham gia vào cuộc đấu, họ cần phải thi đấu để giành chiến thắng thì tôi và quý vị cũng vậy chúng ta cần phải tham gia vào trong công việc của hội thánh Chúa, tham gia vào việc giao giảng phúc âm của Chúa để nhiều những linh hồn ở bên ngoài kia họ chưa biết đến tin lành của Chúa thì họ được quay trở về với với đạo của Chúa. Đạo Chúa sẽ được vươn xa qua đời sống cá nhân của mỗi một chúng ta. Qua chính mỗi chúng ta ở trong hội thánh. Chúng ta có sẵn sàng ra đi để truyền giáo, giao giảng phúc âm của Chúa hay không? Chúng ta có sẵn sàng trở thành những người tiên phong ra đi mang phúc âm của Chúa đến những nơi mà Chúa muốn mình đến không? Đây chính là những câu hỏi mà Chúa thách thức vào mỗi đời sống của chúng ta, cho tôi và quý vị. Ngày hôm nay, chúng ta nghe rất nhiều về những cái việc là gì? Mỗi nhà, mỗi phố, mỗi phường, vân vân đúng không ạ? Trở thành những chốt chiến lược để, để chống dịch. Điều này có tốt không? Tôi nghĩ là tốt nhưng đối với những người tin chúa đối với những người tin chúa tốt hơn nữa là gì mỗi một cá nhân của chúng ta mỗi một nhà của chúng ta mỗi một hội thánh của chúng ta cần phải trở thành nơi ấp chiến lược cho chúa cần phải chính mỗi một chúng ta mỗi gia đình của chúng ta mỗi hội thánh của chúng ta là những người sống giao giảng phúc âm của ngài ở ngay tại nhà riêng của mình ở tay tại khu phố của mình bằng những hành động cụ thể. Chúng ta không nhìn vào hoàn cảnh của mình, nhưng nhìn vào sự thành tín của Đức Chúa Trời trong cuộc đời của chúng ta. Qua việc Ngài chăm sóc, có việc Ngài nuôi dưỡng, có việc Ngài bảo vệ để mang phúc âm của Chúa được vươn xa. Ngày hôm nay có thể dịch bệnh giãn cách chúng ta không đi lại được, nhưng quý vị vẫn đang ở gần những người hàng xóm của mình, quý vị vẫn đang ở gần những người xung quanh mình là gia đình, là hàng xóm. Quý vị ơi, Chúng ta có thể chia sẻ những gì của mình có cho những người xung quanh khi họ thiếu thốn. Đó cũng là cách để chúng ta có cơ hội để chia sẻ phúc âm của Ngài, chia sẻ tình yêu của Ngài đến với những người xung quanh. Đạo của Chúa bắt đầu vươn xa khi nào? Đạo của Chúa bắt đầu vươn xa khi các môn đồ cùng thờ phượng Chúa, cùng kiêng ăn và lắng nghe tiếng phán của Đức Thánh Linh. Cầu nguyện với Chúa Chúng ta thấy ở trong phần kinh thánh này Câu xoay cho chúng ta biết được gì Đang khi họ thờ phượng Chúa và kiêng ăn Thì Đức Thánh Linh phán Đang khi họ thờ phượng Chúa và kiêng ăn Thì Đức Thánh Linh phán Đạo của Chúa có thể được vươn xa Khi mà tôi và quý vị Con dân của Chúa Cùng thờ phượng Đức Chúa Trời Cùng thờ phượng Đức Chúa Trời Chúng ta ngày hôm nay cũng đang cùng nhau thờ phượng Chúa. Nếu chúng ta đang cùng nhau tập trung đến Chúa, yên lặng, lắng sâu trong lòng của mình, thờ phượng Đức Chúa Trời thì tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ nhận được sự chỉ dẫn từ chính Chúa cho mỗi cuộc đời của chúng ta để làm cách nào chúng ta có thể giao giảng phúc âm của Chúa, có thể mang phúc âm của Chúa ra xa khỏi nhà chúng ta đến với những cộng đồng xung quanh chúng ta. Chúa đã cứu và biệt riêng mỗi một con dân của Chúa để trở thành những người thuộc về Ngài, để hưởng phước hạnh. Có phải vậy không? Thưa quý vị, không phải vậy. Tôi và quý vị, tôi và quý vị là những người cùng đến với Chúa, được hưởng phước hạnh ở trong Chúa. Nhưng Chúa muốn chúng ta là gì? Chúng ta ở trong vương quốc của Chúa, chúng ta được nhận những phước hạnh của Chúa. Thì chúng ta cũng ý thức một điều rằng mỗi chúng ta ý thức về vị trí, vai trò của chính mình đối với hội thánh của Chúa, đối với cộng đồng của Chúa, đối với những người xung quanh chúng ta, Chúa kêu gọi tôi và quý vị bước vào trong hội thánh không chỉ dừng lại việc chúng ta nhận được phước hạnh của Chúa, nhưng Chúa mong muốn chúng ta chu toàn trách nhiệm của mình, giúp đỡ anh em đồng đức tin của mình được trưởng thành và hoàn thành trách nhiệm, nhưng cũng giúp những người xung quanh được biết về Chúa thực sự là thế nào. Để làm được điều đó, mỗi cá nhân của chúng ta cần phải hiệp nhất với nhau trong chúa tìm cầu chúa tìm cầu sự dẫn dắt của chúa cho những việc mà mình sẽ làm hãy tìm cầu ý chúa lắng nghe tiếng chúa và vâng phục chúa đó là điều mà chúa muốn tôi và quý vị cùng làm với nhau để đạo của chúa được vươn xa đạo của chúa được vươn xa qua mỗi cá nhân của chúng ta điều thứ hai mà buổi sáng ngày hôm nay tôi cùng suy nghĩ với con dân của chúa đó là gì? Vươn xa từ hội thánh Đầu tiên vươn xa từ từ những con người ở trong hội thánh Nhưng mà điều thứ hai tôi xin ngẫm đến đó là Vươn xa từ chính ở trong hội thánh Từ chính hội thánh của chúng ta Câu số 2 và câu số 3 viết thế này Đang khi họ thờ phượng chúa Và kiêng ăn thì Đức Thánh Linh phán Hãy biệt riêng Baraba và sau lơ cho công tác Ta đã kêu gọi họ Sau khi kiêng ăn và cầu nguyện Họ đặt tay trên hai người Và sai đi đạo của chúa có thể vươn xa từ hội thánh bởi vì hội thánh biết vâng phục lời của chúa hội thánh có khải tượng tứ từ, từ đức chúa trời để chuẩn bị cho sứ mệnh truyền giáo như phần một tôi đã nói đức trời thành lập hội thánh antioch để làm cơ sở chiến lược cho công tác truyền giảng tin lành cho người ngoại chúng ta nhìn lại hội thánh antioch họ được hình thành thông qua các cơ đốc nhân tại jerusalem tản lạc đi khắp nơi để chứng đạo và dẫn dắt nhiều người ngoại về với đức tin ở trong Chúa Cứu Thế giê -xu. Lời Chúa công ở trong công vụ chương 11 câu số 20 viết rằng Tuy nhiên một vài người trong sọ quê ở đảo Sip và Siren đến Antioch cũng giảng tin lành cho cả người Hy Lạp. Giao truyền Chúa là Đức Chúa Giêsu cho họ. Trong phần kinh thánh ở câu số 2 và câu số 3, Chúa cho chúng ta thấy tầm quan trọng Đặc biệt trong khúc dạo đầu lịch sử của Hội Thánh. Trong khúc dạo đầu lịch sử của Hội Thánh, Hội Thánh ở tại Antioch đã vâng phục Chúa sai phái đoàn truyền giáo, mang tin lành của Chúa vươn xa đi khắp nơi cho những người ngoại, cho những người chưa tin. Ở đây chúng ta thấy đó là gì? Họ vâng phục lời phán dạy của Chúa. Và họ làm việc đó có một cách có tổ chức làm việc đó có tổ chức. Chúa cho phép ông Barnabas và ông Saul đến Antioch để gây dựng đức tin cho những tín hữu ở tại đó khi Hội Thánh được thành lập. Hội Thánh ngày càng tăng lên về số lượng người tin cũng như chiều sâu về đức tin ngày càng càng một nhiều lên. Nhưng Chúa có dừng lại điều đó không? Chúa không dùng ông Barnabas và ông Saul chỉ dừng lại ở việc đó nhưng chúa đã kêu gọi và mong hội thánh sai phái họ đi chúa không kêu gọi họ một cách cá nhân nhưng chúa kêu gọi họ ngay trong sự cầu nguyện của của hội thánh của chúa ngay trong hội thánh của ngài giờ đây khi đức thánh linh kêu gọi hai ông baraba và ông sauler đi truyền giáo ở một nơi khác một cách đột ngột mà không báo trước Vậy hội thánh ở tại Antioch đã ứng xử ra sao? Chúa đã đưa mệnh lệnh gì và họ đã làm gì để với cái cái mạng lệnh của Chúa? Chúa đã đưa ra mạng lệnh và họ đã làm gì với mạng lệnh của Chúa? Hội thánh Antioch hiểu và nhận thức rõ mạng lệnh giao truyền phụ âm nên họ đã không trì hoãn hay tìm cách xin cho hai người này ở lại hội thánh một thời gian nữa để khi nào đào tạo xong ra những môn đồ kế tiếp đào tạo ra những con người phục vụ cho hội thánh kế tiếp, thì họ mới mới sai phái hai ông đi theo ý muốn của Chúa nhưng ở đây chúng ta thấy sau khi kết thúc buổi cầu nguyện đúng không ạ sau khi kiêng ăn và cầu nguyện họ đặt tay trên hai người và sai đi chúng ta thấy hội thánh ở đây đã làm gì những người ở trong hội thánh lúc đó đã vâng phục Chúa đặt tay cầu nguyện trên hai người và sai họ đi ngay sau buổi kiêng ăn cầu nguyện. Sự đặt tay cầu nguyện và sai phái ở hội, của hội thánh cũng có nghĩa là hội thánh sẽ ủng hộ về mặt tinh thần, ủng hộ về mặt chúc phước, ủng hộ về mặt cầu thay và là gì ạ? Thêm nữa là yểm trợ về mặt tài chính để những con người đó họ ra đi. Để có những con người đó họ ra đi, họ sẽ không phải lo lắng điều gì nữa. Hội Thánh đứng đằng sau lưng họ, yểm trợ họ, cầu nguyện, dâng hiến, đúng không ạ? Và cầu nguyện chúc phước cho họ, để họ được sai đi một cách đủ đầy ở trong Chúa Cứu Thế giê -xu. Ở đây chúng ta cần nghĩ đến một điều. Tôi và quý vị cần có một chút tư duy ở trong trong bài học này. Đó là gì? Hội Thánh của Chúa được mở ra trên đất này, đương nhiên sẽ trở thành một hội truyền giáo. Mỗi một hội thánh sẽ trở thành một hội truyền giáo. Mỗi một hội đó khi tập trung làm hết sức mình thì tôi tin chắc rằng đạo của Chúa sẽ được vươn xa, đi lành của Chúa sẽ được vang ra khắp đất này đúng như điều mà Chúa mong muốn. Chúng ta có sẵn sàng làm điều này không quý vị? Chúng ta nhìn lại bài học này. Khi những lãnh đạo ở tại hội thánh lúc đó như Philip như ông Führer, cũng như Paulo đã thực hiện rất là nhiều những cái buổi truyền đạo hay là gì ra đi giao giảng phúc âm của Chúa một cách cá nhân. Nhưng họ không dừng lại ở đó. Những người lãnh đạo này còn chịu phục dưới sự kêu gọi của Chúa và sự cầu nguyện sai phái ra đi truyền giảng truyền giảng phúc âm của hội thánh mà họ đang phục vụ. Hội thánh là một tổ chức ở trong Chúa và chính hội thánh cần phải có khải tượng một cách rõ ràng, có một kế hoạch cụ thể cho khải tượng để có thể nhân lên và mở rộng ra. Lời Chúa cho chúng ta biết ở trong Châm ngôn chương 29 câu số 18b, câu số 18a như thế này: Ở đâu không có khải tượng, dân chúng phóng túng. Nếu hội thánh của Chúa được mở ra mà không có khải tượng của Ngài, không có sự dẫn dắt, không có kế hoạch để hoạt động, để có một đường hướng để phát triển hội thánh. Thì thưa quý vị, hội thánh sẽ luôn luôn chỉ là một hội thánh về mặt con người, có đó và không có ở đó. Tại sao có và không có ở đó? Nó có đó nhưng nó không không hiện hữu, bởi vì nó không hoạt động. Nó chỉ là một cái nhóm đến để những con người đó tụ tập lại để thờ phượng Chúa và không làm một việc gì cả. Nhưng nếu thực sự là một hội thánh, họ cần có sứ mệnh và khải tượng của Chúa để để chạy và phát triển. Và đặc biệt là chúng ta biết điều gì? Chúa mong muốn chúng ta, mong muốn hội thánh của Ngài phải là nơi giao giảng phúc âm, mang những con người chưa tin trở về với với đạo của Chúa, được chăm sóc, được lớn lên, được nuôi dưỡng ở trong trong hội đó. Điều này đối với tôi tôi gọi đó là hướng đi của hội thánh. Bởi vì đây là phương hướng mọi thánh hay con dân của Chúa có thể thực hiện một cách triệt để về mạng lệnh mà Chúa đã trao phó cho chúng ta. Tất cả đích đến các hoạt động, các chương trình, mọi sự Chúa muốn hội thánh thực hiện phải bắt đầu bằng khải tượng. Vì vậy, ngày hôm nay, công đồng hội thánh cần phải có trách nhiệm trong công tác chứng đạo, trong công tác giao giảng phúc âm của Chúa để mở mang nước Chúa đến khắp mọi nơi. Hội thánh không phụ thuộc và một cá nhân một con người nào đó được đặt trọng trách nhưng chúng ta biết rằng là gì hội thánh có trách nhiệm cầu thay cho những người được sai phái đúng không ạ nhưng để sai phái họ thì chúng ta cũng tìm ra những người thực sự được sự kêu gọi đó để sai phái họ đi nhưng ngoài những người đó ra chúng ta không dừng lại những con người đó mà tôi muốn nói ở đây đó là gì cá nhân tôi và quý vị chúng ta không bị phụ thuộc vào một hay hai con người được đặt để là truyền đạo, được đặt để là những người có trọng trách để phục vụ ở trong mục vụ truyền giáo mà tôi và quý vị từng cá nhân một cần phải trở nên người truyền giáo, tức là người giao giảng phụ âm của Chúa. Cả một hội thánh cùng làm, không phải một hay hai con người được đặt trách nhiệm làm, nhưng tôi và quý vị cần phải trở nên một trong những số đó bằng nhiều cách khác nhau để tôi và quý vị cùng giao giảng phụ âm của Chúa. Lời của Chúa phán với chúng ta điều gì ở trong Matthew chương 20 câu số 19a? Vậy hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta. Đây là lời Chúa phán dạy với mỗi cá nhân nhưng cũng chính là mạng lệnh cho hội thánh của Ngài. Hướng đi của hội thánh của chúng ta ngày hôm nay là gì? Dựa trên nền tảng của câu kinh thánh ở tại Matthew chương 28 câu số 19, câu số 20. Vậy hãy đi khiến môn dân trở nên môn đồ ta. Hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm bát tem cho họ và dạy họ giữ mọi điều ta đã truyền cho các con. Và này, ta luôn ở với các con cho đến tận thế. Cảm ơn Chúa. Hội Thánh Tin Lành giáo Việt Nam có khải tượng và sứ mệnh trên nền tảng hai câu kinh thánh này. Khải tượng của chúng ta là gì? Nhìn thấy một cộng đồng số môn đồ có chủ đích tạo ra môn đồ trong gia đình trong nhóm nhỏ hướng tới biến đổi xã hội tại thủ đô và và xa hơn. Sứ mệnh của hội thánh của chúng ta là gì? Tôn kính Chúa qua việc sống môn đồ có chú đích và tạo nhiều môn đồ chân thật để giành lại thế giới cho cho đấng Christ. Sống môn đồ có chủ đích nghĩa là siêng năng mối quan hệ đức tin chân lý cầu nguyện và để lại di sản. Kính thưa Hội Thánh Chúa, nếu như chúng ta nhìn vào trong hai năm qua, năm 2020 và đến tháng 9 năm 2021 này, Hội Thánh Chúa của chúng ta có đang phát triển không? Dù dịch bệnh, dù nhiều lần chúng ta phải giãn cách, nhưng tôi thấy Hội Thánh của Chúa vẫn đang phát triển. Tôi nói ví dụ như trong các nhóm nhỏ, năm 2020, nhóm Bình An nhóm tí hon nhóm thị khuê và nhiều nhóm khác nữa trong hội thánh đã được đã được mở ra ở tại nơi đó ở trong nhóm nhỏ đó những người đó được chăm sóc được nuôi dưỡng và được tăng trưởng được lớn lên ở trong đức tin của mình những người nhóm lại đó cũng có những người mới cũng có những người cũ thêm vào trong nhóm đó để cùng thờ phượng đức chúa trời chúng ta đang đang chăm sóc với nhau trong nhóm nhỏ khi thời kỳ dịch bệnh phải giãn cách chúng ta không chỉ đến với hội thánh để chúng ta nhóm lại Chúng ta không chỉ đến nhà riêng chúng ta nhóm lại Nhưng khi giãn cách rồi tất cả các nhóm đó vẫn đang trung tín với nhau Họ nhóm với nhau qua Zoom Họ vẫn gặp nhau, vẫn trò chuyện, vẫn thờ phượng Chúa Đời sống đức tin của họ vẫn được được tăng trưởng Năm 2021 này thì sao? À, rất là vui quý vị ạ Ở tại Long Biên đã có nhóm Nhóm đầu bếp Nhóm mà những người nữ thích nấu ăn Họ nhóm lại thờ phượng Chúa với nhau Rồi gì nữa? Nhóm trồi non Là những bạn trẻ thanh niên đang cùng học lời Chúa với nhau vân vân tất cả những điều này đang diễn ra trong hội thánh của chúng ta tất cả dịch bệnh nó không cản trở được đời sống của chúng ta chúng ta có những công cụ để chúng ta vẫn thờ phượng chúa được hội thánh của chúa vẫn đang được nhân lên sự chăm sóc đức tin ở trong hội thánh vẫn đang được được gây dựng đó chính là đời sống có chủ đích của chúng ta để cùng tăng trưởng đức tin ở trong chúa cái thế giới số. tôi suy nghĩ đến một điều hội thánh chúng ta thì sao ngày hôm nay nếu như trong buổi sáng hôm nay sau khi thờ phượng chúa xong lời chúa phán lên với chúng ta chúa muốn sai phái một hai ba bốn những người lãnh đạo nào đó ở trong hội thánh của chúng ta để ra đi giao giảng phúc âm của chúa ở tại một nơi mà chúa muốn chúng ta đến hội thánh có sẵn sàng để làm điều này không có giống như hội thánh Antioch giống như những người lãnh đạo ở trong mọi thánh an lúc đó lắng nghe tiếng của Chúa vâng phục và sai phái đi hay không? Đây là câu hỏi mà chúng ta cần suy ngẫm với nhau. Đạo của Chúa sẽ được vươn xa ra từ những con người, nhưng đạo của Chúa cũng sẽ được vươn xa ra từ hội thánh của ngài. Nghĩa là một tập thể con dân của Chúa cùng đồng lòng và cùng cùng để đạo của Chúa được vươn xa đó chính là cách mà chúa sử dụng chúng ta đó chính là cách mà chúa muốn hội thánh của chúng ta từ những con dân của chúa ở trong đoàn dân giao ước từ những lãnh đạo ở trong các ban điều hành các điểm hay là ban quản trị của hội thánh chúng ta cần phải suy nghĩ đến điều này chúng ta cần phải cầu nguyện điều này để xin chúa giúp đỡ chúng ta để không có điều gì có thể cản trở đời sống của con dân chúa không có điều gì cản trở sứ mệnh của hội thánh của chúa được phát triển và mang ra xa hơn ở trong cộng đồng đó chính là điều mà tôi suy ngẫm đến đó chính là điều mà tôi cùng con dân của Chúa suy ngẫm đến trong buổi sớm ngày hôm nay. Điều cuối cùng mà tôi cùng con dân của Chúa chúng ta cùng suy ngẫm đó là vươn xa là ra đi. Vươn xa là ra đi. Lời của Chúa ở trong câu số 4 và câu số 5 viết như thế này: Được Đức Thánh Linh sai phái hai ông xuống Celci, rồi từ đó đáp tàu đến đảo Sip, đến Salami Họ công bố lời Đức Chúa Trời trong các nhà hội của người Do Thái. Cũng có rằng phụ giúp. Vươn xa là ra đi. Ra đi vì sao? Ra đi trong ý Chúa. Ra đi giao giảng hay là công bố lời của Chúa. Ra đi. Vươn xa là phải ra đi. Vậy để chúng ta ra đi thì chúng ta ra đi trong ý muốn của Chúa và ra đi giao giảng lời của Chúa. Tôi nói rõ nhé, ra đi là ra đi trong ý của Chúa và ra đi là giao giảng lời của Chúa. Tôi nhấn mạnh điều này. Bởi vì rất dễ chúng ta sẽ nói rằng tôi đi bởi ý muốn của tôi muốn đi. Khi mà chúng ta giao giảng, đôi lúc chúng ta sẽ không giao giảng phúc âm của Chúa mà chúng ta giao giảng một cái gì đó của chúng ta vậy thì để đạo của Chúa được vươn xa thì chúng ta cần ra đi ra đi là để chúng ta đi trong ý của Chúa chúng ta cần đi trong ý của Chúa đi trong việc giao giảng phụ âm của Chúa Chúa Giêsu đã kêu gọi các môn đồ của mình ra đi Ngài đã nói rằng họ nên đi khắp thế gian để đến các nước tới từng dân tộc khắp trên thế giới này Chúa không chỉ bảo họ đi đến các nước đến các dân tộc nhưng Chúa cũng muốn họ Chúa sai họ đi Chúa hướng dẫn họ đi Đi trong sự dạy dỗ Đi trong quyền năng của Đức Chúa Trời Họ đi trong sự hướng dẫn Trong sự dạy dỗ của quyền năng Đức Chúa Trời Làm chứng nhân cho ta Tại thành Jerusalem Cả xứ Jude, xứ Samari Cho đến cùng trái đất Nghĩa là khi mà chúng ta ra đi đó Là đi trong ý muốn của Chúa Bởi vì Chúa muốn chúng ta đi đến đâu Thì chúng ta sẽ sẽ đi đến đó Chúa sẽ sai phái tôi và quý vị đi đến những nơi Chúa muốn. Khi chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta lắng nghe tiếng của Chúa thì chúng ta sẽ biết Chúa muốn chúng ta làm gì. Giao giảng phụ âm của Chúa bằng cách nào hay như thế nào. Sau khi nhận lãnh sự kêu gọi của Chúa Thánh Linh, sai phái hai ông Barnabas và Sauler đi truyền giáo trong cánh đồng dân ngoại rộng lớn qua sự xác nhận của hội thánh ở tại thành Antioch. Hai ông đã thi hành mạng lệnh của Chúa một cách tức thì. Hai ông đã thi hành mạng lệnh của Chúa một cách tức thì. Nó ở trong câu số 2. Nó là gì? Đã khi họ thờ phượng Chúa và kiêng ăn thì Đức Thánh Linh phán hãy biệt riêng ba la ba và sau lơ cho công tác ta đã kêu gọi họ. Sau khi kiêng ăn và cầu nguyện họ đặt tay trên hai người và sai đi. Hai ông đã bắt đầu hành trình xuống Selosi, một hải cảng của thành Antioch để đi đến đảo Chipre một hòn đảo tại Địa Trung Hải, có nhiều người Do Thái sinh sống và cũng là quê hương của ông Baraba. Bà Đa Bà. Họ đang ngay tức thì họ đi. Ở đây là điều mà tôi muốn nói với quý vị. Người ra đi truyền giáo luôn luôn có những cái cám dỗ nhất định. Có thể cám dỗ về định cư, tìm an toàn để đảm bảo cho bản thân của mình. An nghỉ trong những thành công tạm bỡ và không muốn đi tiếp nữa. Càng gắn bó thì lúc càng lúc xa thì càng càng bị quyến luyến càng sâu đậm bao nhiêu thì lúc rời đi càng nuối tiếc bấy nhiêu vì vậy chúng ta thấy ở đây gương của ông Ba-na-ba và ông Saul khi chúng phán họ đi thì họ đã lập tức lên đường không bị quyến luyến không bị vấn vương bởi bất cứ một điều gì nhưng họ quyến luyến và vấn vương lời của Đức Chúa Trời kêu gọi cho cuộc đời của họ để họ sẵn sàng ra đi vì vì lời mà Chúa đã phán với họ vì vậy, Chúa muốn chúng ta hãy sẵn sàng lên đường theo sứ mạng mà Chúa đã kêu gọi. Như lời của bài hát, như lời của bài thánh ca những bước chân truyền giáo. Lời bài thánh ca như thế này, những bước chân truyền giáo ôi, xinh đẹp thay, sức sống trong lời Chúa mang cho đời đây. Tiến bước ta đi cùng tin lành, cùng gieo ra bao thế nhân đợi chờ. Bao nhiêu con người bên ngoài kia hư mất đang đợi chờ Những con người dám sẵn sàng ra đi Để phục vụ Để giao giảng phúc âm của Chúa Đời sống của cơ đốc nhân là cần ra đi Ra khỏi cái đang có để đi tới cái Cái chưa có Ra khỏi cái cũ để đi đến cái Cái mới Trong hành trình của chuyến đi Chúa hướng dẫn họ Đi đến đâu Nhưng không chỉ đến nơi đó Mà Chúa còn hướng dẫn họ nói những gì cần phải nói. Chúng ta thấy ở trong câu số 5 viết gì? Họ công bố lời Đức Chúa Trời trong nhà hội của người Do Thái cũng có răng phụ giúp. Ở đây tôi nói đến câu số 5 là gì? Khi mà họ công bố lời Đức Chúa Trời trong nhà hội của người Do Thái. Chú với chúng ta thì gì? Này ta đặt lời ta trong miệng con. Jeremy chương 1 câu số 9 b giảng đạo của Đức Chúa trời trong các nhà hội nơi mà họ đến họ giảng lời Chúa vì lời của Chúa là lời mang đến sự cứu chuộc và biến đổi lời của Chúa có quyền năng thay đổi những con người hư mất để quay trở về sống một đời sống tốt lành cứu những kẻ tưởng như chết trở lại được sống quý vị ạ à. với sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh hai ông đã đi đến những nơi mà Chúa muốn các ông đến và ở tại nơi đó công đã giao giảng phụ âm của Chúa Để nhiều người Không chỉ người Do Thái Nhưng cả ngay cả những người ngoại Ở tại thành đó cũng được nghe về đạo của Chúa Chúa Giêsu kêu gọi tôi và quý vị Chúng ta là những người Sẽ phải ra đi giao giảng tin lành Chúa đặt trách nhiệm trên Vai của mỗi một cơ đốc nhân Cần đem tin lành của Chúa Gieo khắp thế gian Trách nhiệm của chúng ta Không chỉ để nhìn thấy những con người được nghe đạo của Chúa được lớn lên, được thay đổi ở trong đạo của Chúa nhưng trách nhiệm của tôi và quý vị còn cần phải thấy nữa đó là gì? Thấy đạo của Chúa được gieo ra qua chính đời sống của chúng ta, qua chính hội thánh của chúng ta chúng ta cần phải sẵn sàng ra đi, giao giảng phúc âm của Chúa để đạo của Chúa được vươn xa khắp các vùng miền dân tộc như điều mà Chúa đã phán với chúng ta trong công vụ các sư đồ chương 1 câu số 8 kết lại bài học buổi sáng ngày hôm nay. Giao giảng tin lành hay là mang tin lành vươn xa ra khắp thế gian làm mạng lệnh của Chúa trên con dân của Ngài, trên hội thánh của Chúa. Đây là thông điệp cứu rỗi lớn và sống cho sự cứu rỗi của những linh hồn bị hư mất. Chúa đã lên kế hoạch cho mạng lệnh này. Để được thực thi qua đời sống của tôi và quý vị, xin mỗi chúng ta hãy cần cầu nguyện, suy gẫm và lắng nghe xem tiếng của Chúa nói gì với chúng ta. Để chúng ta có thể trở thành những con người sẵn sàng ra đi, giao giảng phúc âm của Chúa, mang tin lành của Chúa vươn xa khắp thế giới này. Amen. Trong thời gian này, xin mỗi con dân của Chúa chúng ta đồng đứng dậy. Chúng ta cùng đứng lên để chúng ta cầu nguyện với Chúa bài học buổi sớm ngày hôm nay. Hãy để lòng của mình yên lặng trước mặt Chúa. Hãy để lòng của mình suy ngẫm về những điều gì Chúa dạy dỗ trong buổi sớm ngày hôm nay. Để tôi và quý vị, con dân của Chúa, chúng ta sẽ thực sự trở thành những người đi giáo giảng phúc âm của Chúa. Hội thánh của Chúa ngày hôm nay là hội thánh giao ước Việt Nam hay những hội thánh khác sẽ trở thành những hội giao báo phúc âm của Ngài bởi vì tôi và quý vị là những người sẵn sàng ra đi vâng phục tiếng gọi của chúa để tin lành được gieo ra khắp đất chúa ơi, chúng con cảm ơn chúa thật nhiều cảm ơn chúa vì những lời dạy dỗ của ngài cho chúng con cảm ơn chúa vì ngài kêu gọi chúng con đến với hội thánh của ngài ngài chết thay cho chúng con chịu mọi sự sỉ nhục thay cho chúng con để chúng con từ những kẻ chẳng gia chi ở đời này được thay đổi, được trở nên người công bình ở trong danh và huyết của Ngài. Chúa ơi, Ngài cứu chúng con đến hội thánh của Chúa không phải để chúng con hưởng phước ở trên đất này. Nhưng Ngài muốn chúng con là những người sẵn sàng ra đi giao giảng phụ âm của Chúa. Vậy con cầu nguyện rằng xin lời của Chúa buổi sớm ngày hôm nay động chạm đến mỗi tâm lòng của chúng con, giúp cho chúng con, hội thánh của chúng con, từng người từng người một sẽ sẵn sàng ra đi khi Chúa Ngài kêu gọi. Chúa ơi xin đừng để lòng của chúng con bị vương vấn điều gì. Xin đừng để đời sống của chúng con bị cản trở bất cứ một điều gì. Bởi những thói quen, bởi những sự tốt lành nào đó mà chúng con muốn có ở trên đất này. Nhưng thưa Chúa xin hãy để cho chúng con có một thói quen đó là vâng phục lời của Chúa. Cho chúng con có một thói quen đó là lắng nghe tiếng của Chúa. Đó là cho chúng con có một thói quen dám vâng phục bước đi trong những sự tốt lành mà Chúa đã sắm sẵn cho chúng con để chúng con nhận được những điều tốt hơn những điều của thế gian này bàn cho. Xin giúp đỡ chúng con cho từng người, từng người một để đạo của Ngài phụ âm của Ngài được vươn xa được mang rộng ra trải khắp đất này qua đời sống của chúng con chúng con tạ ơn Chúa chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa có Thế Giêsu Christ. Amen.